thân anh đừng chiều hồ khi gió cây đã học học thua nào trên đồ cũng thật thật đánh đồ cây có hiểu vì sao chính thương kéo về làm tổ và em như cuộc lá mọc mọc từ giữa cạnh cô thủ già. Con là nó bị bại não thì sau khi mà hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, đầu tiên là bên bệnh viện tỉnh Bắc Ninh thì sau ra bệnh viện Nhi Trung ương làm 18 ngày ở ngoài đó thì sau được về thì một năm thì hai vợ chồng điều kiện không có đấy, nên không nghĩ là thằng này thì mắt mũi nó vẫn tinh nhanh, nên sau cứ cũng chỉ làm xong lại đến hè và làm giáo viên mầm non này, hè thì lại mang ra bệnh viện khám thì người ta bảo là về phải đi phục hồi chức năng, thì cũng đi theo đuổi các nơi rồi không được, rồi một tháng nó ốm liên tục vì con nó có hai cái abidan ở cổ họng rất to, nó ở đây cứ gọi là giờ giờ như hôm qua hôm kia đấy lắng bão đấy là nó đã ốm rồi. Sau có một thời gian lên đây được khoảng cái số là được năm nay là năm thứ hai rồi, con là không đỡ, không phải uống thuốc kháng sinh nữa. Đó rất là tốt, rất là nhiều, mà trước đây thì đặt đâu làm đấy, bây giờ con đã làm được một cơ số như... chúc mừng con ngồi lên cho cảm ơn. Đấy, tuyệt vời chưa, một giày đó nhỉ, đây giày này bạn lên đây ơi, chúc mừng cháu bị nó như con chân nó quặn, chân tay nó cực lắm. Thế rồi mỗi lần đau là nó mồ hôi nó rớt thì nhiều lắm. Bảo là bà bế cháu lên cầu thang, cháu nhảy xuống cho cháu chết đi. Còn đau lắm các bác ạ. Bệnh viện cháu đi khắp rồi là... Đi như bệnh viện nào? Nó đi 91 này, đi Hà Nội này, đi IMIC này. Không tìm nhà bệnh, biết đến đây là cháu đến là cháu đỡ nhiều. Tâm thần phân liệt, vâng. Rất là nặng. Bây giờ có phải xích nữa không? Không phải xích nữa, các bác chúc mừng, không cho này vào hình nữa, xong rồi. Đấy, các bác bây giờ làm nhân viên tình nguyện của anh Cò ngon lành, tuyển toàn điên bây giờ. Báo cáo với bác là tôi bị ung thư trung thất và nó nằm ở giữa phổi và nó chèn cái cuống phế. Bây giờ hiện tại thì tôi chụp hình chiếu thì nó to hơn quả trứng nó và nó di căn lên đến xương đòn, cái hiện tượng đau thì nó giảm, bệnh nhờ năng lượng của cậu của cô tác động cho thì giảm rất nhiều, thì cái mức đau thì giờ nó giảm nhiều lắm, đây luôn gần lòng. Cảm ơn. Gia liễu trung ương, thế tôi đã chữa ở đấy và đồng thời như thế là tôi sang cả Thụy Sĩ chữa, thế nhưng mà coi như thế là cũng bên Thụy Sĩ với bên giáo sư Hiệp trả lời giống nhau, tức là coi như cái bệnh này không lây không chết
nhưng chữa không khỏi, tức là chỉ đỡ thôi. Thế rồi là tôi lên cả ông Quách Tuấn Vinh ở 12 Lý Nam Đế, tức là coi như là bác sĩ, tức là ưu tú đấy, tức là coi như cấy chỉ, tức là cấy chỉ là một cái phương pháp rất là mới. Thế nhưng mà coi như cũng không đỡ. Thế thì sau đó là coi như thế là tôi về tuyến cuối này thì tức là được là coi như cô Phú, tức là chữa cho, thì tức là như thế là đến bây giờ thì được đỡ như thế này. Và đồng thời như thế là nó có, vẫn cứ có là thỉnh thoảng nó lên, nhưng mà lên cái lốt rất là nhỏ. Như thế là coi như là con dâu tôi có nói rằng là như này: bố ơi, bố chữa ở đâu mà sao mà nó chóng khỏi, mau khỏi thế. Tức là con về con nói với nhà con là không biết bố chữa ở đâu mà sao nó mau khỏi thế. Nói với cái chồng nó là bác sĩ đấy. Vâng, thế chữa lên đây được là coi như là cậu cò rồi cô Phú chữa cho về tâm linh. Thì coi như thế là nó cũng không thể giải thích được, là vì đây nó là một cái tâm linh, và đồng thời cô làm năng lượng. Trước khi tôi lên thì là coi như là như thế là cứ hết đợt này thì sau đó độ vào khoảng độ sau mưa nửa tháng thì nó lại đến đợt khác. Mà tất cả những các cái lốt ấy thì là nó to, nó không bao giờ nó khỏi rất được như thế này. Lốt này khỏi thì lốt này mọc tiếp theo, nó không thưa như thế này. Đầu tiên thì tức là lên đây thì là tôi chữa coi cho 4 lần. Thế nhưng mà về sau là coi như là cô Phú biết bệnh rồi thì tức là coi cho tôi chữa thì thực ra thì tích cực nhất là từ hôm mùng 10 Tết đến bây giờ. Thế còn trước đó thì có chữa thế nhưng mà nó cũng đỡ. Cô xoa rồi là cô làm năng lượng. Xoa xiết sở xịt vớ vẩn. Dạ có. Thế còn các cái nốt đây là bay hết đấy. Đấy là sờ nó chẳng. Tên là Trần Minh Vũ. Lúc 10 tuổi con đi vào bệnh viện Đông Anh nhưng mà người ta bảo là bị hạch mạc treo, nhưng mà về uống thuốc lại càng đau, xong con lại cho sang bệnh viện Nhi. Thì cho về uống thuốc cũng vẫn đau, thì là con lên trên cô Phú. Cô Phú đã giúp cho gia đình con là cháu đã không bị đau bụng ngay từ hôm đấy rồi. Ông cụ nhà em này làm nghề bắt rắn, nhưng bắt rắn và rắn đình rắn chùa quá nhiều. Và hàng trăm con rắn nó quặn trong ổ bụng của em, bệnh viện Nhi làm sao mà khỏi được. Đây này, đúng 1 phút 30 giây xong ngay. Con cảm ơn cô rất là nhanh, và chỉ lúc mà cô chạm vào nó là nó đã không thấy đau, và cả ngày, 2 ngày hôm đấy ở trên này nó đã không bị đau. Thế trước thì nó đau như thế nào? Nó cứ đau, mới đầu nó đau dâm dỉ, xong rồi đau nó không chịu được, nó toàn phải bấu tay của con. Con biết là cô Phú đã bắt được con rắn, đã giúp con ấy. Bắt được con rắn. Bà bệnh viện Mai với cả bệnh viện Nhi Trung ương ạ, không đỡ nhưng mà lại đau hơn ạ. Thế xong là bao nhiêu lâu thì cô giúp em hết đau? 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây. Bây giờ có đau nữa không? Không, không ạ. Chúc mừng. Có nghĩa là em bé này lúc ấy cháu chưa làm gì cả, cháu mới chạm người em đã đỡ luôn. Con tên là Nguyễn Thị Luyến ở Hải Phòng ạ. Bệnh viện Bạch Mai kết luận là con bị rối loạn cảm xúc, lo âu lan tỏa. Bệnh khoảng 5 năm thì con không đi lại được, tầm 2 năm 3 lần nhập viện ở bệnh viện Bạch Mai mà cuối cùng vẫn không đi lại được. Chữa Đông Tây Nam Bắc, về thì cứ uống một ngụm thuốc bắc vào người lại gần như sắp chết. Cứ động vào thuốc thì càng bị bệnh nặng lên. Vâng, thế tháng 2 năm ngoái con được lên chỗ cửa cậu đây thì nhờ cô Phú chỉ chữa con trong vòng 2 phút, 3 phút là con đã đi lại được. Trước con không đi lại được thì con đã phải dùng bằng cái xe run, hoặc là người có con đây phải dìu thì mới đi lại được. Con đã phải nhập viện 3 lần ở bệnh viện Bạch Mai. Một lần ở bệnh viện 108 kiểm tra thì bảo không có bệnh gì. Con rất là khó chịu. Con cứ phải đi rất là chậm. Cô chữa mấy lần ở Bạch Mai với cả bệnh viện 108 hết khoảng bao tiền cô có nhớ không? Dạ, tổng cộng cả tất cả thì khoảng tầm 300 triệu. Truyền bổ lão, mỗi ngày một lọ bổ lão. Có một lọ mỗi ngày, truyền bổ lão rồi truyền rồi tiêm. Vâng, nhưng mà cuối cùng đứng này rất là run. Hiện trạng của con là bây giờ khoảng 7-8 tháng này là con không dùng một tí thuốc nào nữa, đi lại được rồi. Và không đi lại được, bây giờ cháu trân trọng mời con gái nhảy nương mẹ. Vâng. Nhảy trước lên đi. Trước đây thì con không cúi xuống được, không ngửa lên được, vái không nghiêng được. Lệ cậu ba lệ. Trước là con cõng mẹ, dìu mẹ. Nào.
bạn này. Đây. Các bạn chúc mừng họ. Tôi là Vũ Thị Vịnh ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Tôi khi tôi mổ bé cũng chỉ là một lần đầu thôi. Khi tôi mổ thì họ giấu, họ không cho biết, họ cứ cắm bao nhiêu cái ống sông vào người và của mình cũng chẳng biết. Thế khi ra viện Bạch Mai thì người ta cũng cùng ngành, người ta cũng giấu. Khi sang đến viện năm sau nữa, bảo tại sao mà nó cứ dò ngồi bằng chậu này thì khổ hết đời nhỉ. Thế thì sang đến viện 08 thì bên các bác sĩ quân đội với người ta mới, cái ông giáo sư ở cái viện 108 thì người ta mới mổ lại. Thì người ta bảo ôi thôi chết rồi, làm sao lại mổ cắt hết cổ bằng quang của người ta đi thế này. Người ta mổ lại thì người ta bảo là ở viện Bạch Mai mới gì nên nó cắt đi quá bé rồi, giờ không thể gì được. Tôi mổ một lần họ mổ đẻ vào, một lần mổ viện Tiệp Đại Hàn không được, sang Bạch Mai là lần thứ 3, mà đến 108 là lần thứ 4. Mổ đến lối hàn cái bàng quang bị bục, họ cắt vào giò bục đấy ạ. Thì đến khi người ta cho thủ tục các thứ thì về, thì tôi tìm lại cái ông mổ đẻ của tôi với năm 91 thì ông đã chết mất. Thì quay như bệnh viện người ta trả lời là ai làm thì người ấy chị, người ta không nhận cái tội lỗi đấy nữa. Thì tôi âm thầm về sống lại và khỏe nuôi con, sau đó đi làm thì chỉ biết là làm sao mà nó cứ dò gỉ những cái nước kiểu ra. Khi trong 27 năm là đã hoàn toàn mất cái tự động của rời sinh ra con người ta, không biết gì, những năm ấy nó thiếu thốn, xà phòng không có, quần áo thì không. Đến khi thôi thì cuộc đời giúp bạn cứ chịu đấy. Thế đến khi tháng 10 năm 2017 là mới biết đến, mới theo đoàn ông Lập lên đến cửa cậu thì cô chữa cho 3 lần, đến 7 lần thì tự dưng. Đến khi tôi được 10, cô tác động cho được 13 lần thì tôi tự dưng. Hôm đấy tôi sung sướng quá, ôm cô mà sao tự dưng lại tung ra với vệ sinh mới được. Từ đấy là tôi chỉ băng bằng, cô tới tác động được hơn 3 tháng nay thì tôi chỉ băng bằng cái vệ sinh gọi là của các cháu tầm 1 tháng thôi ạ. Cảm ơn mọi người. Cháu là Lê, tên là Thịnh, chồng cháu là Nguyễn Văn Phương. Cháu bị nguyên nhân chính là bệnh lupus ban đỏ. Thì là lupus ban đỏ nó đánh vào nội tạng, nó làm cho suy gan, suy thận và tràn dịch ổ bụng là rất là nặng rồi. Bạch Mai là có trả về rồi, là có nói với chồng là cho cô về đi, ăn gì thì ăn thì để cho thoải mái xong rồi lo hậu sự. Nhưng mà rất may cái thời gian đấy là đã được biết đến cô, là cô đã về Hà Nội chữa thì là cũng có ra và được cô cứu giúp. Được bây giờ là khỏi là được 7 năm rồi, cháu đã đi làm được bình thường. Lấy gì trả ơn, chắc chỉ có ghi tâm, các cốt ghi tâm thôi ạ. Từ chữa từ năm nào? Cháu chữa từ 2009. Bạn biết đến mẹ cò và cô Phú là từ 2009. Thế trước đó là cái tình trạng trước lên cô Phú ra làm trước sao mà người ta bảo về lo hậu sự? Bụng to, báng, suy gan, suy thận, đã tràn dịch màng tim. Và nói tóm lại là bệnh viện Bạch Mai là có kết luận là không thể cứu chữa nữa. Thế lên đây cô làm cái gì? Lên đây cô chỉ so bóp bấm huyệt và truyền năng lượng vào cơ thể thì dần dần khỏi dần. Bụng nó sẽ tự nên nó bay đi đâu mất. Và khỏi đến ngày hôm nay. Cháu thì xin với thưa tất cả mọi người, với cả hôm nay hai vợ chồng cháu là cũng khi mà vợ cháu đưa nhau lên đây là từ cuối 2009 đầu 2010, sau khi nhà cháu có xây dựng sửa chữa lại nhà thì thấy người mệt thì cháu đi kiểm tra, nhưng mà không may bị phát hiện là ung thư máu, bạch cầu tăng mấy nghìn lần. Thì đến sau khi cháu ở bệnh viện E được 3 tháng, à được hơn 1 tháng thì cháu lên mẹ cò bảo là chưa cần nói, thì mẹ cò bảo là nên ngồi ghế, mẹ cò bảo là chú lại bị ung thư tủy, thì nó cũng là một dạng của bệnh máu trắng. Thì nó đúng như thế, thì sau khi đó từ khi 2016 đến bây giờ mẹ cò tác động cho năng lượng thì cháu được đi các tháng là đi kiểm tra xét nghiệm máu thì luôn luôn về âm tính như người bình thường rồi. Thì nói chung là nó
bây giờ còn nhiều người bị ung thư máu sợ không dám uống rượu, nhưng cháu bây giờ vẫn uống rượu bình thường. Nhưng mà các bác thấy là khi mà hai vợ chồng cùng yêu thương nhau và cùng bị một căn bệnh quái ác như vậy, các bác thấy khổ không ạ? Cả tôi luôn. Tóm lại là chúc mừng cô chú đã ôm nhau cái cho tình cảm của mình. Tôi là Nguyễn Thị Dậu ở Thái Bình ạ. Tôi bị mắc căn bệnh viêm loét đại tràng chảy máu, đã điều trị 4 bệnh viện lớn như bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Bãi Cháy, bệnh viện E, bệnh viện Việt Đức, nhưng mà cái bệnh tình của tôi nó không thuyên giảm, rất là thăng trầm, mà đến khi trong 3 năm điều trị thì bệnh lại nặng lên. Đã có những lần ấy là tôi đã nghĩ đến cái chết, vì là nó ra máu mà nó mỗi một lần cái cơn đau nó đau quặn ruột vào không thể chịu đựng được. Mà cứ mỗi một lần vào thì phân không ra mà chỉ ra máu thôi. Thế là đã có những lần là tôi bảo với con tôi là mẹ muốn chết lắm rồi, nhưng mà chưa biết tìm cách nào để chết, là cứ hàng ngày đến đây cô điều trị cho. Thì sau cái ngày thứ tư thì hết ngày thứ năm thì đã được cầm máu. Và tôi cũng xin báo một tin mừng với cô là cô ơi, con đã cầm máu rồi. Đối với cô tình thương còn hơn cả tình mẫu tử, nói thật với các bạn như thế. Thế là đến khi rồi căn bệnh đó nó cứ khỏi dần và nó bớt đi những cái nỗi đau đớn trong người, và đến hôm nay là được điều trị ở chỗ cô là được 12 tháng thì lên được 5 cân đấy. Và lúc đó là cố gắng sống rồi. Bảo hành đến lúc chết. Huy Thuần ạ. Nhà đâu ạ? Nhà ở Đông Anh, Hà Nội. Vâng. Tôi đã bị từ năm 2007 thì bị suy thận, thì đã chạy được 5 năm nay rồi. Thì nghe thấy bạn nó mách lên cô Phú, thì từ khi lên cô Phú đến nay là được 5-6 tháng rồi, thì thấy người khỏe ra và ăn uống tốt, ngủ tốt, và cũng thấy đi tiểu được rồi. Nhưng mà chưa được nhiều thôi, nhưng mà cũng đã đi được ít nhiều rồi. Thế là cái thận nó đã hoạt động rồi. Và bác chúc mừng chú. Có tăng cân nào không? Tăng được 3 cân ạ. Tốt rồi. Tim đỡ hẳn đây này. Chứ thế còn tức ngực không? Đỡ nhiều hơn tức ngực chưa? Không tức ngực. Các bác chúc mừng, không tức ngực. Máu cũng lên nó để nó đủ duy trì, những người suy thận rất thiếu máu, nó sẽ đủ duy trì cho cơ thể, cho tất cả làm việc là đi vệ sinh được, đi giải được, thì có nghĩa là cái quả thận nó đã hoạt động, nó sống lại một chút rồi, và thời gian nữa cháu sẽ giúp chú nó tốt hơn, yên tâm cứ sống 1-2 năm nữa là đi. Con là Bùi Thị Kim Hoa, con ở Hà Nội, con bị suy thủy và ung thư máu đấy ạ, đã 4 năm nay rồi. Con lên có duyên lên cửa cậu cửa cò là được hơn 1 năm rồi. Lần trước con nằm viện con phải chuyển rất là nhiều máu, từ ít nhất là 5 lịch, không được nhiều là 10 lịch, vì vào thể trạng sức khỏe của con. Từ ngày con lên đây là con rất là mừng là con không phải chuyển máu nữa, và cũng không phải chuyển những thuốc nữa, chỉ có uống thuốc bổ hoặc là nghỉ ngơi ở nhà thôi, không cần phải tiêm truyền gì nữa cả. Con lên đây được hơn 1 năm rồi và sức khỏe rất là tốt. Đợt mới đầu của con thì con ở đây 1 tháng liền, khi năng lượng của cậu của cò thì về con xét nghiệm, không phải vào viện nữa, không phải chịu khó nữa. Vâng. Rồi, chúc mừng. Dạ vâng. Con tên là Bùi Thị Luân, khu 2 Sông Lô, Trần Thọ. Con bị thoát vị địa đệm là 4 năm, là trước kia là có qua Đài Loan là châm cứu và lý trị liệu 4 tháng nhưng mà không khỏi. Nên con về hôm nay là có duyên lên cửa cậu, là hiện tại con là đỡ rất là nhiều rồi. Trước kia là con đi là lệch sang một bên, và hiện tại thì là đỡ rất là nhiều, hiện tại đi bình thường. Chữa lên cửa cậu được 2 tháng là ở trên cửa cậu. Sau đó là tiếp tục là 1 tháng sau là con lên 1 tuần một lần. Tôi là Hoàng Thị Hoàng, tôi ở Hải Phòng, tôi làm ở bệnh viện tiệm ở Hải Phòng. Cách đây 4 năm tôi bị ca hạch, tôi điều trị ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội
chuyển hóa chất 8 lần. Sau khi xuất viện về, người cũng xanh xao và người gầy và rất là đau người. Và khi chuyển hóa chất để lại thì tôi bị viêm phổi cối nặng. Thế sau khi nghe cái chú ở gần nhà, chú ấy bị ung thư phổi, chú lên đây là được cô tác động vào thì chú ấy đỡ rất nhiều. Thế tôi theo chú lên đây. Thế sau khi lên đây được 3-4 tháng thì tôi xét nghiệm lại thì tế bào ung thư thì không còn nữa. Và lúc đó tôi lên được 2-3 cân. Thì gần đây nhất thì tôi bị bệnh tim từ lâu rồi. Thế được cô tác động 4-5 lần thì bây giờ cũng khỏi tim. Thế còn đợt này tôi lên thì tôi cũng khỏi tim rồi. Tôi muốn nằm đường để tôi bị giãn tĩnh mạch cổ. Thì tôi đang nhờ cô để cô tác động vào để cho chữa cái giãn tĩnh mạch cổ. Thì tôi không biết nói gì hơn. Công ơn cô vô cùng to lớn, không kể được. Thế con chỉ biết cảm ơn cậu cò và mẹ cò. Tôi là Phạm Văn Nha ở phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thì khi chụp CT thì phát hiện ra tức là tôi bị ung thư, tức là cái ở trung thất, tức là ở chỗ cái phổi trái mà nó nằm ở giữa cái phần hai phần phổi và tim đấy, thì tôi bị ung thư. Đó là xét nghiệm thì bà thôi ông bảo thôi bây giờ là của bác thì ở cái chỗ này là cũng không thể nào mà thò dao kéo cái gì vào được nữa rồi. Mà nếu như mà có mổ ra thì cuối cùng là cũng không thể phẫu thuật được. Mà nó sẽ tác động tăng cường là cái bệnh lên. Thế cho nên là thôi bác cứ về, bác thế chồng thế bao giờ mà nó có gì cạn nhìn đâu ấy thì là chúng tôi là xử lý. Chứ bây giờ là càng đụng vào thì càng phức tạp. Thế sau đó thì tôi lại đến bệnh viện là trung tâm hạt nhân và ung biếu của bệnh viện Bạch Mai thì là phó giáo sư Hà thì cũng khuyên như thế. Thế thì cuối cùng tôi đau quá, một thời gian sau thì bắt đầu là nó di căn lên cái xương đòn của cái tay trái, tức là phổi trái thì sẽ di căn lên vai trái, phổi phải di căn vào. Thì tôi đau quá và tôi không thể nào mà chịu được nữa. Thế thì đi vào là các bác sĩ thì cũng không dám mổ mà cũng không, bởi vì là đụng dao kéo vào là các bác sĩ cũng không, cho nên là vật lý trị liệu thì là chỉ xoa bóp tôi còn sống ngắn trong dài không chịu. Thì tôi đau quá thì tôi không thể làm sao được, thì đến tay giơ lên hay là vào bệnh viện ấy, thì các bác sĩ khám ấy thì đều là mặc áo ấy, cởi áo cho chịu, không làm sao được nữa. Thế thì tôi ngày ấy thì tôi thì chạy chỗ này chỗ khác, đau thì chạy chỗ này chỗ khác thì nó còn quên đi được, nhưng đêm thì đau thì cứ nằm xuống đất ấy. Nằm xuống đất thì không sao được, mà tay thì không chơi lên được, thì tôi phải treo một cái này trên đó, còn một cái bên dưới này đây, thì là vì tay không chơi lên được cho nên là tôi là cứ nằm này xong tôi treo lơ lửng cái tay như thế này để cho nó đỡ. Khi mà nằm ấy thì cứ nó treo lên này, chứ còn nếu không ấy thế là tôi đưa này cho nó đỡ đau thôi. Thế rồi thì chứ còn lúc nào mà tập ấy thì cũng chỉ có dưa lên được thế này thôi, không dưa được đó. Vâng. Thế sau đó thì tôi lên chỗ cô Phú, thì bằng cái khả năng đặc biệt của cô thì là tôi cứ được là đỡ dần dần. Thì sau khoảng độ 8 tháng thì tôi gần như thế là đau ấy chỉ còn độ 12% thôi. Và đến bây giờ thì tay tôi giơ lên được này đó. Và mặc dầu cái này nó vẫn còn là ê ở đây. Và mỗi khoảng độ 3 tháng thì tôi đi chụp CT. Thì như vậy là đến 6-7 tháng nay thì là cái u đó là không có phát triển nữa và nó giữ nguyên. Các bác nào mà bị bệnh u phổi rồi thì biết là nó cứ giáp thì trong các ra. Nhưng bây giờ thì của tôi thì êm. Cho nên là bây giờ thì tôi ngủ ngon. Và đau thì cái tay này thì cũng chỉ còn ngượng thôi, chứ còn nó hết đau. Nhưng mà có một cái đặc điểm biệt, tức là nếu như mà tôi mà phải gắn tất cả mọi cái vào với lại cơ sở Văn Mai mà nhờ cậu nhờ cỏ. Còn nếu không ấy thì là tôi cứ khoảng 15 ngày mà tôi không lên đây thì là không được truyền năng lượng, không có cái năng lượng thì tôi nằm thôi chứ không thể dậy được. Thế cho nên là cái đặc biệt thế, cho nên là cũng theo lời cô, thế thì cô có khả năng đặc biệt thì tôi là cứ bây giờ cứ một tuần thì tôi lên một lần,
để tiếp cái năng lượng đặc biệt của cô, để cho người thì khi mà đã tiếp năng lượng rồi vậy thì người tôi là cả một tuần cho 10 ngày thì tôi rất là khỏe. Thế vậy cũng xin chia sẻ với bà con để